thì cô hướng dẫn các cái pronoun tonic, tức là mình gọi là đại từ để nhấn mạnh đó. Nó nhấn mạnh thôi chứ nó không bao giờ đứng làm chủ từ. Để khi như là khi ta chia các động từ, các cái pronoun sujet là đại từ làm chủ từ thì mình có học rồi, je, tu, in, en là nouveau, in, en là đó. Còn cái đại từ đó mà để làm nhấn mạnh đó, thì nó chỉ nằm ra phía trước để nó nhấn mạnh thôi. Moi je suis vietnamien, hoặc là moi je suis vietnamien, moi để xưng là tôi, toi người đối thoại với mình, toi tu es française, lui anh ấy, il regarde la télévision, anh ấy xem TV, elle aime les films d'action, chị ấy yêu thích những cuốn phim hành động, nous allons au café, lều chõng. Chúng tôi đi tới quán cà phê lều trọng. Vous avez des amis dans cette ville? Quý vị có những bạn bè trong thành phố này không? Ils sont dynamiques. Các anh ấy rất là năng động. Elles sont intelligentes. Các chị ấy thông minh. Thì khi nào mà ta dùng pronoun tonic đó sang đúng tương ứng với ngôi nào thì sau đó ta hãy để các cái chủ từ của các cái động từ theo sau tương ứng theo. Ngoài ra ta còn phải chú ý, ví dụ như là kẹo mà nhầm lẫn như là trong tiếng Việt đó, nếu mà mình dùng cái chữ d'après moi, theo ý tôi thì sau này một chủ từ gì cũng được trừ cái chủ từ je. D'après moi, in la raison. Cái chữ raison là một cái danh từ giống cái, in la raison, anh ấy có lý. Cái danh từ raison có lý, đó, cái lý lẽ về in la raison. Thì nghĩa là sau cái chữ d'après moi, ta không bao giờ để cái chữ je vào đó. Muốn để chữ je, ta chỉ có chữ moi mà thôi. Sơ lông moi, theo ý tôi. La vie en ville là difficile, theo ý tôi cuộc sống ở thành phố là khó khăn. Như vậy là nếu mà ta đã dùng cái chữ gì mà có chữ moi đây, d'après moi, sơ lông moi, thì sau đó chủ từ là một cái từ gì khác cả, chứ đừng có chữ rơ. Nếu ta muốn viết rơ thì ta chỉ có một chữ thôi, moi, rơ vậy đó. Je suis d'accord. Tôi đồng ý. Đó, chữ moi thì sau đó được viết chữ rơ. Còn nếu mà theo ý tôi, d'après moi theo tôi, sơ lông moi cộng mà theo tôi, chữ gì thì trừ chữ rơ ra.